Virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 là nguyên nhân tạo ra triệu chứng viêm phổi ở những ca có diễn biến nặng. Do vậy, nhiều người cho rằng việc tiếp tục hút thuốc trong thời gian này sẽ tăng thêm nguy cơ ảnh hưởng tới đường hô hấp. Tuy nhiên, nhóm các nhà khoa học tại một bệnh viện ở Pháp vừa công bố nghiên cứu mới cho thấy nicotine trong thuốc lá có thể làm giảm nguy cơ nhiễm COVID-19. Theo một hãng thông tấn quốc tế, nhóm nghiên cứu đã đặt câu hỏi với 480 bệnh nhân dương tính với COVID-19, trong đó có 350 người nhập viện và số còn lại được theo dõi tại nhà. Kết quả cho thấy trong nhóm nhập viện, với độ tuổi trung bình 65, chỉ có 4,4% những người thường xuyên hút thuốc. Nhóm ngồi ở nhà trung bình 44 có 5,3% hút thuốc. Khi xét nghiệm thêm yếu tố tuổi và giới tính, nhóm nghiên cứu nhận ra tỷ lệ người hút thuốc trong nhóm nhiễm bệnh thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trong xã hội. Cụ thể, tỷ lệ người hút thuốc trong độ tuổi 44 đến 53 tại Pháp khoảng 40% và trong độ tuổi từ 65 đến 75 là từ 8,8 đến 11,3%. Nghiên cứu đa khoa của chúng tôi cho thấy rằng người hút thuốc hàng ngày có ít khả năng phát triển triệu chứng hoặc bị nhiễm SARS-CoV-2 nặng so với tỷ lệ thông thường trong xã hội. Kết quả rất rõ rệt. Tỷ lệ số người nhập viện thấp hơn 5 lần so với con số người không phải nhập viện là 4 lần. Đây là tỷ lệ rất hiếm thấy trong y học, nhóm nghiên cứu kết luận. Bác sĩ thần kinh hàng đầu John Pexoju, người kiểm chứng lại nghiên cứu này cho rằng nicotine trong thuốc lá có thể là yếu tố khiến virus không thể xâm nhập được tế bào và hạn chế sự lây lan trong cơ thể. Nicotine cũng làm giảm phản ứng quá mạnh của hệ miễn dịch, hiện tượng các triệu chứng trở nặng hơn. Giả thuyết là khi thụ thể tế bào gắn với nicotine, virus corona không thể tiếp xúc được với chúng, do đó nicotine khiến virus không xâm nhập được vào tế bào. Kết quả này tương đồng với một nghiên cứu do Trung Quốc công bố vào tháng 3 trên tạp chí New England Journal of Medicine, cho thấy chỉ 12,6% trong số 1.000 người nhiễm virus tại Trung Quốc hút thuốc, trong khi tỷ lệ trung bình tại nước này là 28%. Nhóm bệnh viện tại Paris cũng công bố con số cho thấy hơn 11.000 bệnh nhân nhiễm COVID-19 phải nhập viện, trong đó có 8,5% là người hút thuốc. Tỷ lệ người hút thuốc trung bình tại Pháp là 25,4%. Rõ ràng một thứ gì đó trong thuốc lá đã bảo vệ người hút khỏi virus corona, nhưng bạn không nên đi kết luận rằng mình nên hút thuốc. Có rất nhiều chất nguy hiểm, độc hại trong khói thuốc. Nhóm nghiên cứu cảnh báo những người đã nghĩ rằng kết quả này gợi ý cho việc hút thuốc nhiều hơn. Từ đó, các nhà nghiên cứu tại Pháp nghiên cứu và đề xuất thử nghiệm miếng dán nicotine trên bệnh nhân và nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch. Đây là loại miếng dán vào da cung cấp nicotine cho não bộ để tạo ra hiệu quả tương tự mà không cần hút một điếu thuốc thật. Biện pháp này cũng được sử dụng để hỗ trợ người cai thuốc lá.